Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng khắp toàn cầu, Việt Nam nổi bật lên là quốc gia kiểm soát dịch bệnh sớm nên thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn được kết nối và tìm hiểu thông tin thị trường, chính sách để triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực phụ tùng, ô tô, cơ khí, điện tử. Sản xuất phụ tùng ô tô hiện nay đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam theo quyết định số 1168 QĐ-TTG ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đặc biệt, hai mẫu xe của Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế Paris Motor Show, một trong những sự kiện ô tô lớn nhất toàn cầu, đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng quốc tế, đánh dấu việc ghi tên Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới. Việt Nam là một cái thị trường rất là tiềm năng cho ngành công nghiệp ô tô với dân số là khoảng 100 triệu người và thu nhập là đang ngày càng tăng, và đặc biệt là theo cái nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 thì đến năm 2025 Việt Nam sẽ là một cái nước mà công nghiệp, rồi đến năm 2030 thì Việt Nam sẽ trở thành là một nước công nghiệp có thu nhập ở mức trung bình cao. Đấy, và với cái mức thu nhập là đang ngày một tăng như này thì nhiều gia đình của Việt Nam tiến tới là có ô tô riêng, và cũng như là cơ sở hạ tầng của Việt Nam thì rất là tốt, ngày càng được củng cố và cải thiện, thì cái lưu lượng cũng như là cái nhu cầu đi lại bằng xe riêng, bằng xe ô tô riêng ngày một tăng. Và chính vì vậy cho nên là cái doanh số cũng như là sản lượng bán ra của ngành công nghiệp ô tô sẽ là ngày một tăng. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái 300 cái doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, rồi thì là ở trong nước thì đã dần dần hình thành một cái hệ sinh thái của ngành công nghiệp ô tô, trong đó với những cái doanh nghiệp nòng cốt như là VinFast, như là Thaco Trường Hải, như là Thành Công Ô Tô và một loạt những cái doanh nghiệp khác nữa, thì sẽ giúp Việt Nam trở thành là một cái nước mà sản xuất ô tô cũng như là tiến tới là xuất khẩu ô tô trên thị trường thế giới. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, 45 doanh nghiệp sản xuất khung gầm, thân xe, thùng xe và hơn 200 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng xe ô tô. Một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia tích cực vào chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu. Tổng công suất lắp ráp thiết kế của công nghiệp ô tô khoảng 755.000 xe một năm. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 35%, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 65%. Có nhiều hãng lớn có hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xe trong nước, với tổng sản lượng của thị trường xe du lịch khoảng trên 200.000 xe một năm. Tuy nhiên, ngành sản xuất chưa tạo được sự hợp tác liên kết và chuyên môn hóa giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng linh kiện, chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn. Để phát triển ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, nhất là với lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong thời gian tới, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô tại Việt Nam cần tiếp tục tập trung vào định hướng cụ thể, đó là phát triển lành mạnh thị trường ô tô thông qua việc tạo dựng thị trường đủ lớn cho các nhà sản xuất ô tô trong nước. Hiện tại thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới chỉ tham gia vào phân khúc thấp của chuỗi giá trị ô tô toàn cầu, và chúng ta chủ yếu làm các khâu là hàn sơn lắp kiểm, và như vậy thì chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào các yếu tố về mặt công nghệ cũng như là sự chỉ định phân phối sản xuất của các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới. Và về công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô Việt Nam hiện nay thì chúng ta cũng mới chỉ làm được những linh kiện cơ bản thôi, và như vậy thì nó chưa đáp ứng được cái việc là chúng ta sẽ xây dựng một ngành sản xuất ô tô thực thụ. Và cái điều này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc là giá ô tô tại Việt Nam nó sẽ vẫn duy trì ở mức cao, do phần lớn là linh kiện chúng ta đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong thời gian tới thì để có thể phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì trước hết là chúng ta phải phát triển được về mặt dung lượng thị trường thông qua việc là thúc đẩy người dân tiêu thụ ô tô và khuyến khích sử dụng xe sản xuất lắp ráp trong nước. Và thứ hai thì là chúng ta cũng phải tập trung thu hút những dự án đầu tư và sản xuất ô tô có quy mô lớn và có thể là tập trung vào những dòng xe mà các nước trong khu vực họ chưa sản xuất. Và thứ ba là cần phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa công nghiệp hỗ trợ trong ngành ô tô. Trong 5 năm gần đây, số lượng dự án, vốn đăng ký và vốn thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Hàn Quốc và Việt Nam đều tăng trưởng ổn định qua các năm. Chiến lược và định hướng phát triển ngành ô tô của chính phủ và chính sách quy định của Việt Nam cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực liên quan nhằm hướng tới hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất bền vững trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô của Việt Nam, với sự tham gia và hợp tác hiệu quả lâu dài của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực này.
Để nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô trong nước cần liên kết, kết nối kinh doanh với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất ô tô toàn cầu, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại buổi tọa đàm, đối thoại chính sách lĩnh vực phụ tùng ô tô do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc KOTRA tổ chức tại Hà Nội, đại diện các địa phương, đơn vị tư vấn luật, đơn vị nghiên cứu thị trường ngành hàng, khu công nghiệp và đặc biệt là hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô đã cùng trao đổi về các chính sách phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam và việc hình thành chuỗi liên kết giá trị sản xuất bền vững trong lĩnh vực phụ tùng ô tô. Tọa đàm là một trong những kênh đối thoại chuyên ngành về lĩnh vực phụ tùng ô tô, lắp ráp ô tô trong nước, hỗ trợ các nhà đầu tư có định hướng và kế hoạch đầu tư lâu dài tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Trong những năm qua, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước nhằm tìm hiểu nhu cầu thị trường cũng như đối tác đầu tư. Đáng chú ý, tại các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư được tổ chức tại cả hai nước, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quan tâm đối với việc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô và thể hiện mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về thị trường này, cũng như tiềm năng sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Là một trong những công ty lắp ráp ô tô tại Việt Nam cũng đã lâu năm, thì mong muốn của các nhà máy lắp ráp ô tô Việt Nam là mình sẽ có được một cái ngành công nghiệp phụ trợ ô tô phát triển để có thể hỗ trợ cho các nhà máy lắp ráp ô tô những cái phụ tùng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như là tiết kiệm tối đa cái chi phí lắp ráp để có thể cạnh tranh được các nước trong khu vực Đông Nam Á. Quan trọng hơn cả vẫn là duy trì và đẩy mạnh sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước thông qua việc tập trung hỗ trợ có mục tiêu, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước với một số sản phẩm ô tô chủ lực có dung lượng thị trường tốt. Hơn nữa, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước cần có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của các nước khác trong khu vực và phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày càng lớn mạnh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.